chào Thái Ngô cùng quý vị khán giả đến với chương trình Thế Giới Đừng Quà với Xuân Phương. Chào Xuân Phương. Chào anh Quang Bình. Xuân Phương xin kính chào quý vị. Không biết là Xuân Phương dạo này có gì lạ không? Cũng không có gì lạ quý vị, chỉ là thời tiết thì nó cứ nóng hoài và thiệt ra cũng hết một tháng 7, một mùa hè chúng ta thường thường nói tháng 7, tháng 8 thì coi như một nửa mùa hè của chúng ta cũng hết rồi. Thì hy vọng rằng cái tháng 8 nó cũng qua mau một chút để mà bớt nóng. Cái lạ ở đây là chính thưa quý vị, chúng tôi được biết đó là Xuân Phương có một cái loại mì gói nào bên châu Âu đó mà không biết sao mà phải rất là gọi là kỳ công gửi từ bên Pháp hay bên Mỹ. Xuân Phương Bỉ. Bên Mỹ qua bên này một thùng mì gói. Không biết là mì gói sao mà đặc biệt như vậy, đó là chuyện lạ đó. Chuyện lạ này nó rất, nó làm quá bất ngờ quý vị. nhưng mà hỏi Phương cái là tức là cái mì gói nó khác mì gói mình ở đây nó làm sao, nó mình cũng có trăm loại mì gói ở đây, là nó khác không? Nó khác quý vị. Yeah, ngon hả? Nó khác. Xuân Phương cũng lấy làm lạ là tại sao mình ở bên đây rất nhiều mì gói. Xuân Phương đi từ những tiệm châu Á cho đến những tiệm của người Mỹ. Đều không thấy cái đó, cái hiệu đó và cái flavor đó. Có lẽ là người ta cũng nghĩ rằng người châu Âu và người Hoa Kỳ không có ăn giống nhau. Là mình cũng hơi tò mò, phải ăn cho bằng được mới được. Nhưng mà cái này, cái này là anh Vĩnh Quỳnh nói vậy để mà Xuân Phương phải đem lên đó quý vị. Phải chia sẻ. Kính thưa quý vị thì quả thật thì cũng một chút cái chuyện vui, nhưng mà phải nói đến một cái sự kiện mà chúng tôi cũng trước khi vô chương trình thì cũng muốn trở lại một chút cùng cái không khí vui với Tết Trung Thu của chúng ta đã sắp đến đó Xuân Phương. Cũng như quý vị cũng thấy là cả trên 60 tiết mục mà chúng tôi đã thực hiện cùng với rất là nhiều mấy em và phụ huynh đã giới thiệu cùng quý vị trên màn hình trong suốt gọi là 6 tuần lễ vừa qua, thì chúng tôi sẽ thực hiện một cái chương trình tổng hợp lại vào ngày 11 Tây, đó là Chủ nhật 11 Tây tháng 8 tại Vũ trường Baby vào lúc buổi trưa 12 giờ đến 5 giờ. Thì theo dự tính thì chúng tôi cũng sẽ làm một cái cuộc thi chọn lọc để mà giúp cho các em nó được tham gia thêm vào một cái vòng thi. Một phần thì chúng tôi cũng tiện đây thì cũng rất là cáo lỗi quý vị là những cái một số những cái computer của quý vị nhiều khi có quý vị cũng có nói là sao vô mà ghi danh hoặc là bầu không được, rồi có một số cái computer thì đã bầu được đó. Thì cũng vì cái lý do trục trặc này đó thì chúng tôi cũng mời đa số tất cả các em trở lại với lại ngày 11, thì coi như là mình gộp lại cái bán kết và sơ kết lại với nhau. Một phần thì cũng là một cái sự góp vui với chương trình, thì chúng tôi cũng sẽ có đầy đủ cái dữ kiện là cũng trong bao nhiêu tuần qua những cái video của mấy em nào được bao nhiêu view, bao nhiêu vote thì chúng tôi cũng sẽ công bố cùng quý vị, và quý vị lên trang mạng của đài quý vị cũng sẽ thấy đó, những cái hiển thị đó. Nhưng mà ngày 11 Tây tháng 8 này đó thì sẽ là một cái vòng gọi là bán kết, nhưng mà chúng tôi mời hầu hết những các em trở lại, và sẽ có một số những em mà không vào được, hoặc là một số các em mà gọi là yếu quá hoặc là chưa có chuẩn bị kịp, tại vì quý vị thấy là cũng có rất là nhiều em mà hát trọn vẹn được một bài, còn nhiều em thì hát còn câu à. Thì chúng tôi xin phép là chúng tôi sẽ chọn lọc những em mà phải hát được một bài, coi như là một cách cũng có một chút cái sự chọn lọc để mà khi mà vào cái vòng bán kết vòng 11 này đó là các em trình bày đó là trình bày trọn vẹn, chứ không phải trình bày có một câu. Thì giống như là cái sơ kết thì nó cũng có khác một chút, nhưng mà cũng sẽ là để cho công bằng cho các em đó. Thì thật sự là vào vòng bán kết này thì cái sự chuẩn bị của mỗi em cũng có nhiều hơn, và cũng như là cái sân trình diễn trình bày của các em nó cũng sẽ được trọn vẹn, và như vậy cũng sẽ góp vui vào một cái chương trình và để chuẩn bị cho một cái chương trình chung kết sẽ vào dịp cuối tháng 8 đầu tháng 9. Đó là chuẩn bị một cái chương trình mà chúng tôi làm cái chủ đề là Tết Trung Thu đó Xuân Phương. Và như vậy thì chúng ta sẽ có vừa lồng đèn, vừa thi quốc phục, thi lồng đèn thêm vào trong cái ngày chung kết. Và cộng vào đó là cái vòng mà bán kết thâu mà chọn lọc xong thì những em mà vào vòng chung kết á, thì sẽ vào thi vòng gọi là thi tài năng. Thành thử là sẽ rất là vui nhộn trong suốt một tháng tới đây.
Xuân Phương muốn hỏi anh Quốc Bình là thí dụ mà trong vào cái ngày 11 tháng 8 này đó Quốc Bình, thì là cùng một bài hát hay là các em phải chuẩn bị một bài khác? Chúng tôi cũng muốn là để cho tạo điều kiện thuận lợi và dễ dàng cho các em, thì chúng tôi có khuyến khích phụ huynh là tập cho mấy em mấy bài mới. Bởi vì mấy bài mà quý vị thấy là phát nguyên một tuần luôn là nhiều lắm, cho nên đó là quý vị ráng giúp cho chúng tôi là tập cho các em mấy bài mới. Nhưng mà nếu giả sử mà mấy em nó không có bài mới mà chỉ có một bài tủ rồi thôi cũng không sao hết, mình cũng sẽ nhận mấy em thi. Thì đương nhiên là buổi ngày 11 tây tháng 8 này sẽ có ban giám khảo, và cũng như là cái buổi chung kết sẽ có ban giám khảo. Thành thử đó là đài sẽ tạo ra một cái gọi là cuộc thi mà hy vọng là cái vui chung là chính để cho các em tham gia, cũng như là quý vị phụ huynh cũng tham gia. Mà rất là nhiều phụ huynh tham gia thì cũng góp một phần vào cho những cái sinh hoạt, thật sự giải hoặc là gì thì cũng không thấy, thật sự phụ huynh thì không có đặt nặng vấn đề về vấn đề gọi là giành giải hoặc là gì cả. Nhưng mà cái yếu tố tâm lý đó thì chúng tôi cũng đã chuẩn bị là cho dù là các em có vào được vòng chung kết hay là không được vào vòng chung kết thì chúng tôi cũng chuẩn bị mỗi một em đều có một món quà gì đó, và cũng mời tất cả các em cho dù là ở vòng bán kết vô được vòng chung kết hay không, chúng tôi mời tất cả các em thi cái vòng gọi là thi quốc phục và lồng đèn. Và cũng như là một cái cơ hội đó thì chúng tôi cũng sẽ có cái cơ hội để mà trao cho mấy em một cái món quà, thì chúc cuối cuộc lại thì em nào cũng thắng. Vậy thì Xuân Phương phải hỏi tiếp là không biết mình có danh sách ban giám khảo chưa để mà gọi là còn lo lót đó. Vâng, thì chúng tôi cũng đang thật sự là chưa chuẩn bị xong, thì cũng đang có một, thật sự mình cũng đang đi mời một số quý vị cũng sinh hoạt với thiếu nhi, và một số quý vị có thể là những thầy cô dạy các em, hoặc là một số quý vị bảo trợ nhưng mà rất quan tâm về chương trình thiếu nhi. Thì nhiều giống như là sự khác biệt trong thành phần giám khảo, sẽ có nhiều cái góc độ khác nhau chấm điểm, thì hy vọng là sẽ rất là công bằng khi mà chúng ta có nhiều quý vị đánh giá ở nhiều góc độ khác nhau. Có thể là lúc đó thì chúng tôi sẽ công bố khi mà chúng tôi mời xong những quý vị giám khảo đó. Thì hôm nay chúng tôi cũng hơi gọi là nóng sốt, gọi là nói cùng quý vị để mà mình chuẩn bị cho quý vị. Nếu mà quý vị nào đó thì chuẩn bị lịch đó, thì là ngày 11 tây tháng 8 này, đó là chủ nhật, kính thưa quý vị, ở vũ trường Baby là ngay Beo Le góc đường Bull. Và chương trình này chúng tôi sẽ không có bán vé, quý vị vào cửa tự do. Nhưng mà nói ở đây để cho quý vị chuẩn bị lịch. Vâng, quý vị cũng chỉ còn có 2 tuần nữa thôi, chứ không, thời gian không có còn nhiều đâu. Thành ra thực sự 2 tuần để mà, nhất là đối với các em, thì cái sự chuẩn bị nó cũng phải cần rất là nhiều. Bởi vì lần này đó là các em sẽ lên một cái sân khấu, và có rất đông người, có một cái khán giả ở dưới, thì thế nào cũng có, các em sẽ cảm thấy cái sự khác biệt, khác với mà khi lên cái sân khấu ở trên đài đó thì không có cái khán giả, thì nó sẽ là một cái điều mà có lẽ là các em phải chuẩn bị một cái tinh thần rất là nhiều, chứ không phải là dễ. Đúng vậy, thì chắc là phụ huynh cũng phải phụ với chúng tôi. Đó. Nhưng mà có nhiều em thì nhiều khi lên đây hát thì tự nhiên lắm, nhưng mà cứ có người vô coi là mấy em nó khực lại. Đó. Thì không biết là sẽ xảy ra làm sao khi mà lên sân khấu, nhưng mà hy vọng cũng sẽ vui, và những hình ảnh đó cũng sẽ rất là dễ thương, và chúng tôi cũng sẽ trình chiếu trên màn hình của BYNTV. Nhưng mà đó là một vài cập nhật gọi là đôi lúc thì cũng cần thiết để mà giới thiệu cùng quý vị. Nhưng mà ban tổ chức của chương trình mà thi thiếu nhi này đó thì sẽ có những cuộc talk show sẽ trình bày thêm cùng quý vị sau. Và cũng nói về em bé thì bây giờ chúng tôi sẽ chuyển qua một cái chủ đề mà nó thời sự hơn và thế giới hơn, mà nóng bỏng hơn, về em bé của Hoàng Gia Anh. Xuân Phương thấy này, em bé Hoàng Gia Anh nổi tiếng quá trời không? Xuân Phương thấy rất là nổi tiếng đến nỗi mà có nhiều người bắt đầu đặt vấn đề, quý vị, tại sao lại đài nào, báo nào, bạn bè gặp nhau ai cũng phải nói tới cái vấn đề em bé Hoàng Gia hết. Đôi lúc người ta cũng, nhất là hình như giới nam đó, theo một cái cuộc khảo sát đó anh Quốc Bình, mà Xuân Phương nghe được ở trên radio 99.1 của Houston đó, thì hình như cái đài phát thanh đó họ có làm một cái cuộc khảo sát, thì hầu như là chỉ có 5% các ông là để ý đến cái chuyện câu chuyện của em bé Hoàng Gia Anh Quốc mà thôi. Còn bao nhiêu những người khác đó thì là coi như là toàn là phụ nữ mới đặt những cái vấn đề mới biết. Thì có lẽ
phải coi hình ảnh của em bé Hoàng Gia đó đẹp xấu ra sao mà làm cho cả thế giới phải xôn xao, đúng không? Thì chúng tôi cũng đưa nhiều tin lắm rồi, và đây là cái gọi là chặng đường chót đó. Và giới thiệu cùng quý vị là rút cục là em bé hình hài làm sao và cũng theo như lời hứa phải ra trình diện và phát xuân vương. Thì đây là thủ tục bắt buộc. Thì câu chuyện đi tập 1 phải đến tập chót. Thì kính thưa quý vị, đây là em bé tên rút cuộc lại là đặt tên George chứ không phải Jane đúng không? George cũng dài lắm quý vị. George Alexander Louis. Thì George là tên của thân phụ của nữ hoàng Elizabeth. Thành ra có lẽ là đây là một trong những cái lý do mà ngay sau cái ngày mà nữ hoàng đi đến thăm em bé đó, thì ngay vào buổi chiều đó thì có cái công bố chính thức tên của em bé. Tuy là như vậy cũng chưa nhìn thấy mặt. Gọi là ra trình diện mặt nhưng mà vẫn nhìn cái cám thôi, chưa thấy mặt. Thiệt ra thì em bé ở đây nếu mà chắc chờ một chút cái khi mà đổi cái góc độ. Nhưng mà thiệt ra thì Xuân Vương thấy, không biết anh Quốc Bình nghĩ sao, Xuân Vương thấy em bé nào mới sanh ra thấy cũng tợ tợ nha mà. Mà thiệt tình đó nha, mà nói đây đó thì quý vị cũng không biết sao, con của chính mình thì nhiều khi mình nhìn nó chủ quan hơn hay sao, nhưng mà nói thiệt ra em bé mà mới sanh nó xấu lắm, luôn tại nhăn nheo. Đúng, cái đó là bắt buộc. Nhưng mà ai cũng nói là ú đẹp quá, ô cute quá, nhưng mà không, một cái nữa là ô giống cha hay giống mẹ quá, trong khi đôi lúc mình nhìn mình thấy chưa thấy giống giống em bé bên cạnh hơn. Thiệt tình, đúng vậy đó. Kính thưa quý vị, thì đó là một cái gọi là cái thể loại gọi là sensation mà trên phải nói toàn thế giới cũng nói đến. Thì phải nói một phần thì trong lĩnh vực media thì nhiều khi đôi lúc á, quý vị cũng thấy trong chuyện của Syria, chuyện của Egypt thì cứ biểu tình qua rồi bắn lại rồi đủ thứ, những cái chuyện nó cũng gần như là mỗi ngày giống như mọi ngày. Thành thử là đối với truyền thông thì thỉnh thoảng cũng đi tìm những thể loại tin mà nó mang cái cảm giác nhẹ nhàng, hoặc là những cái tin nó mới mẻ thì phải có lý do. Giống như con của mình đẻ ra thì nó bình thường, như con của hoàng tộc thì tự nhiên thành không bình thường thì nó thành ra tin hơn. Chứ thật sự ra thì cũng là một đứa bé thôi. Nhưng mà xét về Anh Quốc đó thì người ta cũng có nói đến là đứa bé này nó cũng có yếu tố đặc biệt, bởi vì là sự ra đời của nó đóng góp vào cho nền kinh tế của Anh Quốc 240 triệu bảng Anh lận. Quý vị thấy có khác đâu giống em bé bình thường đâu, đúng không? Cho nên là nó được sự để ý đặc biệt hơn. Và cũng chính vì hình như là vì sự để ý đặc biệt hơn cho nên là những cái quà lưu niệm, những hình ảnh là bán mới được, đúng không? Vâng, nghĩa là từ khi mà em bé gọi là được thụ thai trong bụng mẹ là quý vị thấy rằng bắt đầu tin tức đã nói đến em bé này rồi. Rồi biết bao nhiêu, từ trong 9 tháng 10 ngày đó thì tin tức không ngừng mà đưa về cái tên em bé, rồi tạo nên một cái sự quan tâm. Cho dù những người mà ngay cả những người giới nam mà không quan tâm đó, nhưng mà nghe mỗi ngày cứ lật tin tức ra thì quý vị đều nghe nhắc đến, thì cuối cùng cũng phải bắt đầu cũng nghe cũng biết, và khi mà ai hỏi đến bàn luận thì cũng bắt đầu nhào vô cuộc mà bàn luận. Nhưng một điều này Xuân Vương có để ý không, và quý vị cũng thấy là Hoàng gia Anh thì cũng là một cái gọi là một thể chế dân chủ, quân chủ, nhưng mà thật sự ra là cái quyền hành nó không nằm ở trong gọi là hoàng tộc. Nhưng mà hình như dạo này đó là Hoàng gia Anh hơi có lạm dụng những cái là lễ hội rồi đám cưới hoàng gia rồi con hoàng gia, gọi là làm gọi là ban gọi là báo chí lên không? Không, sư Phương nghĩ là chính phủ Anh Quốc thì lạm dụng thì đúng. Bởi vì phải làm nổi lên những cái sự kiện đó quý vị, thì nó mới tạo ra du khách, tạo ra những cái gọi là bán những cái doanh thu, tạo cho nước Anh có một cái hình ảnh nó đẹp đẽ, thì tự nhiên người ta làm việc hay là kinh doanh gì với nước Anh đó giống như nó cũng có một cái gì đó dễ dàng hơn. Ngay cả người Pháp, người ta cũng có một cái câu rất là mắc cười, người ta nói rằng Pháp ngày xưa đến Quốc Bình thì đem vua hoàng hậu của mình ra chém đầu. Nhưng mà bây giờ hễ vua hoàng hậu gì bên Anh mà rục địch đó thì cứ chạy qua mua để coi để đây là một sự nuối tiếc. Nói ủa tại sao mình không giữ lại thể chế quân chủ của mình đó, ít nhất giờ mình cũng có đồ mà bán, đúng không? Mà quá thật là từ Bỉ là giống như thành ra một cái phong trào xung quanh. Rồi những quốc gia bé nhỏ đâu đâu cũng ông hoàng tử nào đó không đúng. Biết là ai hết trơn, nhưng mà nó cũng thành ra một cái cảm giác của những người thường
quan tâm, mà có lẽ là đóng vai trò trong cái vụ này đó phải nói là media là thủ phạm nhiều nhất, bởi vì là tạo ra những cái phong trào này và tạo ra những cái hiện tượng và cũng như sự để ý, và cũng chính vì nhờ như vậy cho nên nó là em bé này mới sanh ra thôi mà đã đem được cho quốc gia Anh 240 triệu bảng chứ không phải là 40 nha. Đó là thứ là đó là một chút về cái cập nhật của chúng tôi trong thế giới được gọi trong phần 1. Xin quý vị cho chúng tôi chạy một số quảng cáo và xin trở lại quý vị trong phần 2, trở lại với có lẽ là một phần mà quý vị cũng đang thấp thỏm tập cuối của câu chuyện anh chàng Snowden bây giờ đang tiến triển tới đâu rồi.